Hello và hai xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khô Michael và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA 5 à. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cua trên nóc nhà, ok. Vâng, nói đùa tí đấy các bạn, hôm nay mình sẽ bắt cua với một con xe off-road. Đó, đây, con xe nó đây. Đó. Thì con xe này là một con xe lốp sau off-road, còn lốp trước thì lốp bình thường. Ok, hôm nay mình sẽ bắt cua cái con xe này nha các bạn. Ok, vô xe nào. Ok, bắt cua nhanh gọn lẹ luôn nào. Ok, 3, 2, 1, go. Vâng, thì điều đầu tiên mình muốn nói thì hôm nay mình tiếp tục chơi một cái map thôi ha. Tại vì mình thấy cái map này bắt cua đường cũng khá là dài và có thể là nó cũng khá khó ấy. Đấy, nên là mình chỉ chơi một map thôi ha. Tại vì con xe này nó là off-road thật đấy, nhưng mà mình thấy máy nó yếu lắm. Máy nó như kiểu là thời cổ đại ấy các bạn ạ. Đấy, rất là yếu. Đấy, mọi người có thể thấy nó chạy lon bon trên cái con đường đồi dốc này. Đó, chạy cũng khá là yếu, không được nhanh. Rồi, ok. Rồi, chúng ta đến cái địa điểm bắt cua luôn rồi. Ồ, chạy có tí là đến địa điểm bắt cua rồi. Nhanh thế nhở. Oh my god, té luôn rồi. Oh, vai. Oh shit. Rồi, spawn lại nha các bạn. Vâng, thì nếu mà clip này được 500 like thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn ha. Bữa thì cái clip bắt cua bữa trước ấy, mình thấy yêu cầu của các bạn nó cũng na ná cái ý tưởng của mình ấy. Nhưng mà thôi, hôm nay mình lại bắt cua con xe mới đi. Chứ mô tô, rồi xe tăng, rồi máy bay không bắt cua được đâu. Đấy. Ôi, tụi lên chỗ này nữa. Ok, quá là tuyệt vời. Quát được phát cái gì đây? Sao cái gì mà toàn gai không thế này? Ờ, đi kiểu gì đây? Chạy vô đây thử coi. Ồ, vãi trưởng, cái này nhìn khó à? Ồ, không đi qua được luôn. Ồ, vãi, cái này nó toàn gai không? Nó cản đường mình quá, không ăn được cái checkpoint được các bạn ơi. What the fuck? Rồi, mình lấy chớn, chạy quá. Rồi, đúng rồi. Ồ, kẹt luôn rồi. Oh no. Phải đi rất là từ từ. Và muốn đi nhanh cũng chả nhanh được cái khúc này. Ok, ăn được chiếc boy rồi. What the fuck, cái chỗ này nó mọc gai rất là nhiều. Đây đây đây, có con đường dễ đi này. Ok, rồi. What the hell, cái chiếc boy kia sao xa thế. Nó còn có một cái đường ống cuộn tròn nữa, nhìn rất là ghê. Oh my god, không biết là con xe này có đi được không đây. Ok, thì các bạn có cái ý tưởng nào bá đạo hơn tí nữa đó để mình thực hiện nha các bạn. Chứ mấy cái ý tưởng kia thì mình thực hiện rồi nên mình không thực hiện lại làm gì. Riêng cái ý tưởng về xe tăng thì mình vẫn đang kiếm một cái map. Thông thường xe tăng thì chúng ta phải chơi hai người với có map, nhưng mà nó sẽ không có checkboy đó, nên mình sẽ không chơi bắt cua bằng xe tăng được đó. Vì thế các bạn cứ comment ý tưởng khác đi nha. Và máy bay nữa, máy bay làm sao bắt cua được, các bạn nghĩ sao mà máy bay mang vô bắt cua, không thể nào bắt cua được luôn đó. Thì các bạn lưu ý là chọn cái ý tưởng nào về xe thôi ha, chứ đừng chơi xe tăng nha. Ok, và một số con xe khác nữa, ví dụ container thì mình không thể nào mà làm theo được rồi. Tại vì container, những cái map nó tạo ra nó không cho container vô nên mình không thể làm theo được. Giá gì mà làm theo được thì tốt biết mấy. Tại vì đây không phải là mod nha các bạn. Nhiều bạn tưởng mình mod nhưng mà thực sự đây là một cái chế độ chơi online nha các bạn, không phải mod miếc gì đâu ha. Ok. Không nói nhiều về mấy cái dụ móc mông đã. Bây giờ mình bắt cua để tập trung. Tới mấy cái đoạn này nhìn cũng khá khó nên phải tập trung chơi. Từ nãy giờ là chưa fail phát nào đúng không nhỉ? Ôi, ok rồi, tuyệt vời. Thì hôm nay các bạn thấy cái con xe này đặc biệt ở chỗ nào không? Đặc biệt hôm nay nó đỏ lòm luôn. Mọi ngày mình không biết là mình chơi xe gì, nhưng mà tự nhiên hôm nay là mình tự nhiên kiểu dạng như là 3D hóa rồi. Đấy, nên hôm nay mình chơi xe màu đỏ cho nó đẹp. Siêu nhân đỏ. Ok, ăn được chiếc boy tiếp theo rồi. Rồi, đến lượt chiếc boy kia. What the hell, xa thế. Còn phải đi lên cái này nữa. Phải trưởng ra luôn. Từ từ, không để fail được. No, từ từ. Oh my god. Ok, đi được rồi. Quá là tuyệt vời. Rồi, đi lên cái này thì khá là đơn giản. Như vậy là đi thôi. Yeah. Ok, thì tới cái chỗ vẫn là một cái chiếc boy ở dưới luôn á hả? Ồ, vãi, cái này làm sao mà xuống?
Ô vãi trường. Rồi mình phải đi từ từ xuống. Rồi, từ từ lao xuống không để rơi. Đó, đúng rồi, đấy, thế nó mới đúng cái kịch bản của mình được. Ok, tuyệt vời. Wow, đến lượt cái chỗ gì nữa đây? Cái what the fuck, cái đường vừa bằng cái bánh xe này sao đi? Chỗ đấy nó lại còn có mấy cái gì chấm chấm đỏ nữa, mấy thanh sắt đỏ nữa, sao đi đây? What the fuck, chỗ này đảm bảo fail luôn đấy. Nhìn nguy hiểm vãi chưởng nó luôn. Oh my god, từ từ thôi. No. Rồi ok đi rồi, chạy luôn. Wow, tuyệt vời. Hôm nay mình như kiểu là bị thánh gì nhập vô mình ấy. Bắt cua từ nãy giờ chả thấy fail nhỉ. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Hình như mình nhớ mình chỉ bị fail ở cái chỗ bay lên nóc nhà thôi. Còn đâu là từ nãy giờ chưa fail luôn. Thánh nào nhập vô mình rồi. Không biết thánh nào nữa. Ok. Nhiều bạn bảo giọng cười của mình ấy giống kiểu ông già, mà mình thấy cũng khá giống. Giống kiểu ông già Noel đấy các bạn. Ông già Noel cưỡi xe off-road màu đỏ đi phát quà. Có tội hôm nay mình để quên quà nhà rồi, không phát được. Xe này có cốp đâu mà phát. Để đằng sau đại khái là nó không đủ chỗ. Đấy, ví dụ mà mình để ở ghế sau ấy, đúng không? Cái này có mấy chỗ. À, có cái ghế đằng sau nhỏ nhỏ nữa. Đó, nếu mà để đằng sau nữa thì ít quả quá, không phát được. Ok, ăn được chiếc boy tiếp theo luôn. Cái what the fuck, cái đường ống gì nhìn ghê vậy. Nhìn như kiểu là một con rắn. Oh my god, cao thế. Ôi bay. Cuối cùng thì cũng đã fail. Ôi nổ luôn. Cái này là vừa nãy là mình đang để ý cái đường ống ấy, cái là chủ quan, cái là rơi xuống luôn. Sorry mọi người pha đấy nha. Thực sự là mình không cố tình đâu. Cái này là mình vô tình bị rơi xuống. Rồi đến lượt cái tăng tốc. Rồi bây giờ mình phải chạy trên cái tăng tốc này. Oh my god, cao vãi chưởng. Không biết nó sẽ bắn mình đi đâu đây. Ôi vãi chưởng luôn. Ôi giời, cao vãi. Oh my god, what the fuck, thấy nguyên cái đỉnh núi cao nhất luôn, đúng không ta? Này đỉnh núi cao nhất, đúng rồi. Thấy hết cả cái nông thôn này luôn. Oh my god, ăn được chiếc boy không? Ok, tuyệt vời luôn. Ôi giời, xuống dưới đất mà nó còn bắn mình ra tới cái đường đất luôn. Ok. Wow. Rồi, bây giờ mình đang đi rất là đơn giản luôn. Wow. Well, quá là tuyệt vời. Cái gì đây? Oh my god, lại đi dưới nước nữa à? Thú thật là mấy cái loại xe off-road này, mấy cái thằng tạo mép nó rất là thích cho đi xuống dưới nước nha. Oh, vãi, cái gì nữa đây? Oh, mấy cái bè nữa. Oh shit, vậy sao mà đi? Cái này mình thấy nó khó hơn cái đợt trước thì bạn. Nhìn nó nguy hiểm vãi chưởng luôn. Oh my god, nó còn rung nữa. Oh vãi. Oh, qua nhanh qua lẹ, bắn lẹ thôi. Oh vãi. Rung nhìn ghê ơi. Oh, từ lộn. Cứ sợ, trời ơi, cái xe giống như kiểu cái xe nó đang run đấy các bạn ạ. Đi lên mấy cái bè này mà mình cứ liên tưởng cái xe nó đang run, nó sợ té. Vậy chứng tỏ xe này nó không biết bơi đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể thấy bốn cái lốp xe của nó đang run. Bốn cái lốp đông rung. Nhìn hay vãi chưởng. Ôi, rồi xong bơi luôn. Không chết máy luôn. Ồ, chết rồi. Ok, phải làm lại rồi. Khó thật, cái này rất là khó các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy mình chơi nó dễ vậy chứ, nhưng mà thực sự rất là khó. Các bạn thấy nó rung vậy mà sóng biển nó tạt vô mấy cái bè nữa, nó còn nhô lên rồi nó úp xuống nữa. Đấy, nhìn rất là nguy hiểm. Mình phải đi cẩn thận một tí. Ồ, vãi rung ghê thế. Ôi trời ơi. Ồ, vãi chưởng luôn đấy. Từ từ. Thì các bạn xem video nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp mình nha. Đặc biệt là cái đăng ký ấy. Đó, giúp mình lên 50k sub ha. Nếu mà 50k sub được thì mình sẽ làm một cái event nho nhỏ cho các bạn ha. Hiện tại channel của mình đang gần 28k rồi. Đó, còn hình như cỡ tầm 200 like, quên lộn, 200 sub hay là 300 sub gì nữa là được 28k thôi. Đó,
mọi việc trông chờ vào các bạn. Ok. Ồ vãi, cái này sao đi? Ồ nước nhìn sâu vậy. Nước về đi qua được không? Đi thử à. Oh my god, mình sợ chết máy lắm. Vậy là chết máy chắc luôn đấy. Ồ vãi trưởng, cái xe này nó đã thấp rồi. Tuy rằng nó là off-road thật đấy, nhưng mà gầm nó rất là thấp. No god, please no. 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 Rồi xong, chết máy thật luôn. Ồ vãi. Lại bị spawn lại rồi. What the hell? Ôi cái ông tạo map, thực sự ông tạo rất là khó rồi đấy ông ơi. Thì đây là một map của người nước ngoài tạo luôn ha các bạn. Đấy, mình chỉ download map về và mình chơi thôi. Đó, và quay video cho các bạn xem đây. Oh my god, cái chỗ này khó vãi chưởng luôn. À, rồi té luôn. Khó vãi. Trời ơi, còn mình thấy còn hai cái checkpoint nữa là tới đích thôi mà thấy khổ sở quá à. Không biết là tới đích được không đây. Thì mình nói luôn, nếu mà không tới được thì mình sẽ bơi qua nha các bạn. Bơi qua, tại vì nó khó quá thì không tới được thì phải bơi qua thôi. Oh my god, nó rung quá. Vãi chưởng, nó rung được té luôn. Xe đã không biết bơi rồi. Xe đã không biết bơi rồi, nó còn rung vậy nữa. Bó tay thôi. Oh my god, đừng có rung nữa nha. Ôi, oh, chỗ này đang rung nhẹ nhẹ này. Cứ như kiểu động đất đấy. Oh, vãi cái này rung ghê thế. Oh, vãi chưởng. Oh my god. Ơi cái bè hình như nó bị dịch chuyển ra các bạn ơi. Mình thấy nó không đúng như cái kiểu vừa nãy mình đi. Hình như nó còn bị dịch chuyển ra nữa hay sao ấy. Oh my god, đúng rồi, hình như mình thấy cái bè nó hơi dịch chuyển ra rồi. Không biết lần này qua được không đây. Rồi, đi từ từ rồi. Từ từ mà đi. Tới khúc bè này đã khó rồi, còn tới khúc lộ nước nữa. Oh my god, khó vai. Khó thật. Fail từ nãy giờ phải 4-5 lần rồi. Rồi lần này đi thật là chậm luôn nha. Mình phải cố gắng mình qua được, không thể nào mà bơi được. Bơi thì nó sẽ không hay nữa. Đó. Mà con xe này thực sự là lốp nó rất là dị nha. Lốp sau off-road, còn lốp trước lốp bình thường. Rất là dị, xe này không biết thánh nào độ đây. Thì thú thật là cái con xe này thì mình thấy nó ở trong cái tòa nhà đấy, nên mình mang ra mình đua luôn. Ok, từ từ thôi. Thì cái tòa nhà đấy là cái tòa nhà nào? Cái tòa nhà đấy chính là cái tòa nhà mà vừa nãy mình giới thiệu ấy, ở đầu video ha các bạn. Oh my god, từ từ, lên lại. Oh my god, nguy hiểm vãi chưởng. Oh, nhất là cái khúc này này. Cái khúc lộ nước này này, mình phải căn làm sao đó đúng chuẩn luôn thì mới dám lộ được. Rồi căn cho cái nước nó rút cái đã. Rồi đây, thời cơ đã đến. Nước nó đang rút. Rồi ok, qua nhanh. Ôi ôi, nước đang rút kìa. Rồi qua đi. Oh my god, chỗ này nước đang rút. Đó. Từ từ, hạ cái xuống. Đúng rồi, chạy nhanh quá. Ăn checkpoint. Ok, tuyệt vời. Cuối cùng thì mình ăn được checkpoint và gần tới đích luôn rồi. Quá là hay. Oh my god, bay đi đâu thế này. Oh my god, ăn được checkpoint không đây. Còn cái cuối là tới đích đấy. Oh my god, cái gì vậy? What the fuck? Bay xác tôi rồi. Ok, thời gian của mình là 14 phút 32 giây nha các bạn. Đó, quá là tuyệt vời. Rồi, đó. Vâng, ok, thì có thể mình sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. À, nếu mà các bạn thích video này của mình ấy, nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký ha. Đừng quên comment ý tưởng của bạn là dưới video này. Nếu mà ý tưởng nào được nhiều like nhất thì mình sẽ chọn ý tưởng đó ha. Ok, và bye bye tất cả mọi người, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo của mình. Bye bye.